Bà Trương Thị Mai trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, tại hội trường Diên Hồng trong tòa nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 6. Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu, đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng, đồng thời cho ông Võ Văn Thưởng thôi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Đây là khâu cuối cùng của quy trình cho ông Võ Văn Thưởng rời chính trường, nghỉ công tác. Theo nguồn tin riêng và theo tìm hiểu, Bộ Chính trị và Ban Bí thư bắt đầu quy trình xem xét ông Thưởng từ cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Sau cuộc họp đó, ông Võ Văn Thưởng bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đình chỉ các chức vụ mà ông nắm giữ. Bà Võ Thị Ánh Xuân lần thứ hai trong nhiệm kỳ được Quốc hội giao giữ quyền Chủ tịch nước. Theo nguồn tin, chức danh Chủ tịch nước nhiều khả năng sẽ được kiện toàn vào cuối tháng 4 năm 2024. Giới quan sát chính trị đang nghiêng về hai kịch bản nhân sự kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng. Đó là cuộc đua sông Mã giữa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Kịch bản thứ hai là lần thứ hai trong lịch sử chính trường Việt Nam, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kiêm nhiệm chức danh Nguyên thủ quốc gia của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại cuộc đua sông Mã giữa Đại tướng Tô Lâm và bà Trương Thị Mai, nhiều ý kiến cho rằng Đại tướng Tô Lâm nắm ưu thế tuyệt đối bởi dấu ấn chính trị của Đại tướng Tô Lâm trên chính trường thể hiện rất đậm nét trong thời gian qua. Bộ Công an đã trở thành thanh gươm sắc lẹm trong cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và dẫn dắt. Điều này thể hiện tầm ảnh hưởng không những chỉ rộng mà còn rất sâu của Đại tướng Tô Lâm trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Mặc dù vậy, giới quan sát chính trị lại đánh giá bà Trương Thị Mai đang bám sát Đại tướng Tô Lâm trên con đường tiến vào phó chủ tịch, chứ không hẳn là bị ngài Bộ trưởng Bộ Công an bỏ xa ở phía sau. Thậm chí, có những ý kiến nhìn nhận rằng, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do nào đó không nhất trí với đề xuất kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch nước mà định hướng Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét lựa chọn giữa ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai, thì bà Trương Thị Mai nhận được sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cao hơn ông Tô Lâm. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, ít hơn Đại tướng Tô Lâm một tuổi. Bà Mai và ông Tô Lâm đều thuộc thế hệ lãnh đạo, được xây dựng làm thế hệ lãnh đạo nòng cốt của Bộ Chính trị khóa 13. Nếu Đại tướng Tô Lâm gắn bó toàn bộ quá trình công tác của mình với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, ông Tô Lâm chưa từng công tác ở cấp địa phương, thì bà Trương Thị Mai lại trưởng thành từ cấp cơ sở và công tác đoàn thanh niên. Bà có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cũng giống như ông Võ Văn Thưởng. Bà Trương Thị Mai gắn bó thời gian dài với công tác đoàn thanh niên. Năm 1980, bà chuyển công tác từ giáo viên trường thực hành của trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt sang công tác tại tỉnh đoàn Lâm Đồng. Bà dần đi lên và trải qua các chức vụ tại tỉnh đoàn Lâm Đồng. Tới năm 1991, khi 33 tuổi, bà trở thành tỉnh ủy viên tỉnh ủy Lâm Đồng, bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng. Đến năm 1993, bà được luân chuyển ra Hà Nội, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn, kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 1994, bà được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa 6. Năm 1998, bà trở thành Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa 7. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trở thành nữ thủ lĩnh đầu tiên và duy nhất cho tới nay của lực lượng thanh niên Việt Nam. Tháng 5 năm 2001, bà trở thành phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 11. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, bà Trương Thị Mai được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tháng 5 năm 2007, bà Mai được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, bà Trương Thị Mai tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tháng 5 năm 2011, bà Trương Thị Mai tái đắc cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13,
tiếp tục giữ chức chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 13. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, bà được tái đắc cử vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tháng 1 năm 2021, bà Trương Thị Mai tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kế nhiệm ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Tháng 3 năm 2023, sau khi ông Võ Văn Thưởng trở thành Chủ tịch nước, bà Trương Thị Mai được Bộ Chính trị phân công kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng, giữ chức Thường trực Ban Bí thư, đồng thời kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dấu ấn chính trị của bà Mai trên chính trường là không hề mờ nhạt, thậm chí còn rất đậm nét. Khi 40 tuổi, bà Mai trở thành nữ thủ lĩnh đầu tiên và duy nhất cho tới nay của lực lượng thanh niên Việt Nam. Kế nhiệm Thủ tướng Phạm Minh Chính, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà trở thành nữ trưởng ban đầu tiên của Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan phụ trách công tác xây dựng và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng phụ trách điều hành, chỉ đạo công tác hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Không những thế, bà vẫn kiêm nhiệm chức danh trưởng ban tổ chức trung ương. Nếu uy tín không cao, không nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Mai hẳn không thể đạt được những điều vô tiền khoáng hậu như thời gian qua. Vậy nên sẽ không quá bất ngờ khi một lần nữa bà Mai sẽ lại đạt được điều vô tiền khoáng hậu, đó là trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của nhà nước Việt Nam. Trong Bộ Chính trị, sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bà Trương Thị Mai và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hai lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trường nhất. Bà Mai và ông Huệ đều đã sinh hoạt trong Ban chấp hành Trung ương tới 18 năm. Nếu tính thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, thì bà Mai hiện là đại biểu Quốc hội lâu năm nhất chính trường Việt Nam. Bà Mai làm đại biểu Quốc hội liên tục 6 khóa, từ khóa 10 đến khóa 15. Tính đến nay, bà Mai đã có tới 27 năm làm đại biểu Quốc hội. Bà Mai có thế mạnh trong các vấn đề đối nội. Bà trưởng thành từ công tác đoàn kết. Nhiều năm tham gia công tác mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác xã hội của Quốc hội và công tác dân vận của Đảng. Vậy nên nếu để am hiểu và xử lý các vấn đề về đối nội, thì bà Mai là một trong những lãnh đạo phù hợp để giải quyết tốt các vấn đề này. Giới quan sát chính trị đánh giá, sau khi cháy kịch bản nhân sự tới 2 lần cho chức danh nguyên thủ quốc gia, Bộ Chính trị có lẽ sẽ ưu tiên cho phương án nhân sự ôn hòa, không gây nhiều tranh cãi. Với tiêu chí này, thì bà Trương Thị Mai có ưu thế hơn hẳn Đại tướng Tô Lâm. Bà Mai được dư luận nhìn nhận là vị lãnh đạo ít tì vết, có quá trình công tác không gây nhiều vấn đề, phong cách giản dị, thân thiện, gần gũi với đời sống xã hội. Đặc biệt, bà đã có một nhiệm kỳ giữ chức trưởng ban đảng. Đây là một trong những tiêu chí mà giới quan sát chính trị nhìn nhận được Tổng Bí thư coi trọng khi xem xét lựa chọn cán bộ vào hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Việc một nữ ủy viên Bộ Chính trị bước chân vào hàng ngũ tứ trụ của đất nước cũng không gây quá nhiều vấn đề trong đời sống chính trị của Việt Nam. Bởi ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới được nhìn nhận khá tích cực. Việc nữ giới giữ các vị trí lãnh đạo là điều được đánh giá là khá bình thường. Lịch sử chính trường Việt Nam đã từng chứng kiến bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của đất nước khi bà trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi bà Ngân kết thúc nhiệm kỳ, dư luận có những nhìn nhận khá tích cực về nhiệm kỳ của bà. Bên cạnh đó, lựa chọn bà Trương Thị Mai cho vị trí nguyên thủ quốc gia cũng là phương án an toàn về chính trị hơn là Đại tướng Tô Lâm. Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2025. Vì thế, sẽ là rất không hay nếu như lãnh đạo đảng tạo ra dư luận rằng cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá nội bộ trong đảng. Ông Võ Văn Thưởng rời chính trường vì dính líu tới một vụ án kinh tế do Bộ Công an đưa ra ánh sáng. Thế nên, đưa Đại tướng Tô Lâm kỷ nhiệm ông Võ Văn Thưởng sẽ tạo luồng dư luận không tốt cho sự ổn định của đời sống chính trị Việt Nam. Giới quan sát chính trị cũng đánh giá rằng, khi xây dựng nhân sự cho khóa 13, vị trí Chủ tịch nước là chức danh mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quy hoạch để chuyển giao thế hệ cho khóa 14. Nhân sự đảm nhiệm vị trí này sẽ ít có khả năng tái cử trong khóa 14 mà sẽ rời chính trường khi kết thúc nhiệm kỳ. Với tiêu chí như vậy,
thì ông Tô Lâm không hẳn đã hướng về phủ chủ tịch và chính tổng bí thư cũng không hẳn đã ủng hộ ông Tô Lâm ngồi vào. Rào cản duy nhất hiện nay ngăn bà Mai trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam được cho là vấn đề nhân sự kế nhiệm các vị trí mà bà Mai đang nắm giữ. Nếu bà Mai được bầu làm chủ tịch nước, thì trong bộ chính trị chỉ còn duy nhất đại tướng Tô Lâm là đủ tiêu chuẩn giữ chức thường trực ban bí thư. Giới quan sát chính trị cho rằng, không có kịch bản ông Tô Lâm sang phụ trách điều hành, chỉ đạo công việc thường nhật của đảng, mà nhiều khả năng để mở đường cho bà Mai trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cho phép trường hợp nhân sự đặc biệt cho vị trí thường trực ban bí thư. Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Giá trị ảo. Ở trong phân xưởng Mai, Thoảng là một công nhân thuộc loại điển hình, một tay máy giỏi cừ khôi và chăm chỉ. Dù mùa nắng hay mùa mưa, dù hàng nhiều hay ít, trăm ngày như một, mười ngày như chục, Thoảng đều đến xưởng mà chưa nghỉ ngày nào. Những công đoạn may khó, đòi hỏi tính tỉ mẩn luôn được giao cho Thoảng. Thoảng trở thành tấm gương để tổ trưởng Hiếu luôn nhắc đến mỗi khi ai đó may hàng cẩu thả hay chay lười. Vậy mà hôm nay, không ai thấy Thoảng ngồi ở bàn máy của mình. Đúng là chuyện lạ. 9 giờ sáng, tổ trưởng Hiếu đi qua đi lại, xăm soi chiếc ghế trống, ngó nghiêng cái bàn máy như thể Thoảng ẩn nấp đâu đó. Lương, sao hôm nay con Thoảng nghỉ làm vậy? Lương dừng máy may. Em không biết nữa, nó không gọi điện cho chị để xin phép à? Không, hàng gấp mà công nhân cứ nghỉ hết trơn, chán thiệt. Tổ trưởng vừa xếp hàng vừa làu bầu. Lương lo lắng gọi điện cho Thoảng. Đầu dây tiếng gió hù hù. Tao nghỉ làm luôn rồi. Sao nghỉ? Chuyện dài lắm, tối về tao kể. Hai đứa từ quê đến thành phố lập nghiệp cùng lúc, chạy vài nơi, cuối cùng cũng ở lại với xưởng Mai 2 tháng 9. Hai đứa thuê nhà trọ ở chung, đi đâu cũng bám lấy nhau như đĩa. Trước hai đứa đi làm bằng xe đạp, nhưng sau dành dụm tiền chung nhau mua một xe máy. Rồi Lương lấy chồng, xe máy chung giao cho Thoảng. Năm sau thì Thoảng cũng lấy chồng, vẫn chung khu nhà trọ, hai cặp lại kè kè với nhau. Tối Lương bảo bé Thảo sang nhà Thoảng. Thoảng vừa nựng bé Thảo vừa nói, tao vừa kiếm được một việc mới, có vẻ ngon ăn. Việc gì? Làm bất động sản. Tiền đâu mà mày buôn nhà đất? Tao chỉ làm cò thôi. Chị họ tao ở quê mỗi tháng kiếm cả 100 triệu. Tao muốn được như chị ấy. Mày coi, lương 5-6 triệu không đủ tao mua sắm lấy đâu sau này nuôi con. Mấy hôm trước, mẹ Lương ở quê điện vào nói, đất đai bữa nay lên giá dữ lắm. Lối đường vào nhà trước không ai ngó ngàng, mà giờ đã có giá mấy 100 triệu. Người đâu đâu về hỏi mua, xe máy tốt, xe ô tô kéo nhau đi rần rật ngoài đường. Họ vào từng nhà hỏi xem ai có nhu cầu bán. Họ gã giá mua nhanh, lại thanh toán tiền sòng phẳng. Nhà này bán, nhà kia cũng bán. Hôm trước giá này, hôm sau đã giá khác. Giá cứ tăng vèo vèo. Đi đâu cũng nghe nói chuyện mua bán đất đai, giá cả. Làng xóm cứ ầm ầm lên sốt. Giờ sớm có nhiều nhà lên đời, làm nhà mới, mua xe đẹp. Bà Hiếu có nói gì tao không? Thoảng hỏi. Không. Lương giấu. Kỳ thực trước lúc ra về, tổ trưởng Hiếu có kéo Lương ở lại, hỏi thăm về gia đình ở quê và cuộc sống của Thoảng. Nếu thật sự khó khăn cần giúp đỡ, thì đã có tổ công đoàn. Lương chỉ nói, Thoảng có chuyện gia đình nên về quê gấp, khi vào sẽ rõ. Thoảng tất bật với công việc mới. Thoảng đi từ sáng sớm, chiều tối mới về. Buổi tối còn kè kè chiếc điện thoại. Chút xíu lại alo em nghe. Mà toàn nói chuyện tiền mấy 100 triệu, mấy tỷ. Lương nghe mà phát hoảng. Một bữa Thoảng ghé nhà Lương với một túi đầy đồ ăn. Ăn mừng thôi. Một cái lẩu bò kèm vài thứ mồi nhậu. Chồng Lương chạy ra đầu ngõ lấy mấy lon bia. Thoảng gọi chồng sang và hớn hở lấy bát đũa. Nhà không rộng lắm nên Lương phải kéo cái ghế sofa sang bên. Giữa nền nhà mọi thứ được bày biện. Chồng Lương thích uống rượu, chồng Thoảng uống bia. Vậy là bia cũng rượu, rượu cũng bia, lóc cóc. Lương và Thoảng mỗi đứa một lon bia uống cho nó chảnh. Thoảng mới bán được mảnh đất cho gia chủ, hoa hồng 20 triệu. Tiền tươi, thóc thật, cứ ngỡ như mơ. Thoảng kể cái sự thành công của mình. May mắn vì gặp ông khách mua nhanh, bà chủ bán lẹ. Gần bằng mấy tháng lương còn gì. Lương cười và so sánh. Vợ chồng Thoảng về rồi, Lương vừa rửa bát vừa nghĩ. Tiền nó đến dễ vậy sao? Lương đến xưởng, vẫn với công đoạn cũ,
ráp thân áo vào tay áo, ngồi may mà đôi lúc đầu óc nghĩ đến Thoảng và những tờ tiền xanh mới con. Có khi nào Lương cũng bỏ việc để đi theo Thoảng không nhỉ? Không được, Lương còn con nhỏ, còn lo việc gia đình, làm sao mà suốt ngày chạy ngựa như Thoảng. Chị Hiếu tỏ vẻ tiếc khi Thoảng nghỉ, tổ mất đi một tay máy giỏi, chị thay vào chỗ trống của Thoảng một đứa công nhân khác, là con Nụ, gọi con vì nó trẻ nhất tổ, mới 17 mà vào làm công nhân đã 3 năm. Con Nụ tay máy thuộc loại khá cứng, nó máy nhanh nhưng đường chỉ không đẹp bằng Thoảng. Tổ trưởng Hiếu thi thoảng vẫn phải ngắm nghía và sửa chữa. Giờ thì tổ trưởng biết Thoảng nghỉ để làm cò đất, tiếc thật. Con Thoảng đang là thành phần được cấp trên quan tâm cân nhắc để điều chuyển qua quản lý khâu kiểm hàng, ngon vậy mà tự nhiên nghỉ. Tổ trưởng nói mà Lương chẳng biết nói lại sao. Thoảng làm hay nghỉ là quyền của Thoảng, Lương là bạn làm sao dám can thiệp. Thời buổi sốt đất gây sóng gió, nghề cò đất có thu nhập khủng. Nhà nhà làm cò đất, người người làm cò đất, giáo viên, công chức, thương gia, buôn bán vỉa hè, ve chai, hàng cá, hàng đậu, ai ai cũng làm cò đất, thì nói gì Thoảng. Lương nhận ra, từ lâu Thoảng đã hay kêu ca chuyện lương thấp, không đủ chi tiêu, giờ thì Thoảng làm ra tiền tha hồ mua sắm. Những thỏi son, những lọ dưỡng da hay những chiếc áo váy Thoảng dùng không bao giờ rẻ. Và giờ chồng của Thoảng cũng đã khác, chiều chiều lại thích ra cà quán nhậu. Con Thoảng hồi này làm ăn khá lắm à Lương, nghe nói nó mới mua xe đẹp lại ăn diện dữ lắm. Ai cũng nói, ai cũng hỏi, mà họ nói đúng. Lương mừng cho bạn, chỉ tiếc nếu Thoảng còn làm, nay chắc đã được điều về quản lý khâu kiểm hàng, lương tháng hơn chục triệu. Bất ngờ Thoảng ghé chơi, Thoảng vẫn đẹp nhưng có vẻ gầy đi, chạy như ngựa suốt ngày, làm có tiền nhưng vất vả lắm. Thoảng nói khi Lương hỏi, thôi kệ, muốn có tiền thì phải vậy thôi. Lương à, tao vừa lướt sóng trúng được một vố, 50 triệu. Lướt sóng là gì? Là mua đất, cắm cọc rồi rao bán. Tao kiếm mấy chục vậy là ít, chứ có đứa cả trăm. Nghèo trở thành giàu mấy hồi. Tháng này tao hên làm được mấy vụ mày ạ. Nếu cứ thời đến thế này, thì chẳng mấy là tao lên đời. Mà này, tao vô nghề mới biết, tụi bất động sản toàn là những tay khôn khéo, giỏi tính toán, giỏi quyết đoán, chứ không khù khờ như tụi mình. Thằng bạn tao quen, ban đầu vốn chỉ có 300 triệu, mà sau mấy tháng đã thành cả tỷ. Nó thấy hàng ngon là quất, sướng thiệt. Lương nghe mà chẳng hình dung hết những gì Thoảng nói. Ở quê mẹ cũng điện vào nói, mới bán được mảnh đất cạnh nhà, mẹ muốn chia đều cho các con. Con gái ở xa là Lương, cũng được 200 triệu. Mẹ còn nói Lương thêm vào mà mua lấy một chỗ đất cắm dùi, có an sinh mới lạc nghiệp. Lương hỏi thăm Thoảng mới biết, chỗ rẻ nhất khu vực nơi Lương sống cũng trên 500 triệu. Vậy còn 300 nữa lấy đâu ra? Làm ăn quanh năm, có chút đôi dư thì gửi về quê cho cha mẹ hai bên. Có khi nào Lương nghĩ đến chuyện sẽ mua đất hay nhà để lo chuyện sau này đâu. Mà này, mày góp đầu tư với tao không? Tao mới biết một chỗ ngon, đường đẹp, đất thổ cư và gần khu dân cư lắm, gần 500 triệu. Nếu mày góp với tao thì tốt. Thoảng nói khi nghe Lương tâm sự. Lương ngồi thần ra, số tiền mẹ gửi vào vẫn còn nguyên chỗ cất. Chồng bảo Lương nên gửi ngân hàng cho an toàn, vậy mà Lương chưa sắp xếp để đi được. Trước cổng khu nhà trọ, người ta đang đào móng để xây nhà, cả khu trọ lại phải né né dắt xe máy ra vào vì lối đi bị nhỏ lại bởi nguyên vật liệu xây dựng. Nghe nói, ông chủ nhà này là chuyên gia đầu tư bất động sản. Thì thoảng, Lương vẫn gặp ông ấy đi xe ô tô với bà vợ trẻ hơn cả 20 tuổi. Họ trò chuyện với đám thợ xây, căn dặn anh chủ thầu, ngó nghiêng chỗ này, đo đạc chỗ nọ. Cái ngữ người giàu cách ăn nói, đi đứng bao giờ cũng khác. Lương nghỉ làm một buổi theo Thoảng, hai đứa đi lúc 3 giờ chiều, nắng vẫn còn chói chang. Lòng vòng một lúc rồi tới nhà của gia chủ, một mảnh đất gia chủ cắt ra từ khu vườn chung, ngang 5m, dài 23m. Nghe nói làm sổ riêng cho con ở mà giờ kẹt tiền nên bán. Giá chủ đưa ra là 600 triệu, Lương nói chuyện với chồng không chịu, nói mua để ở thì xa, mua đầu tư thì không dám, cuối cùng chỗ tiền mẹ cho vẫn còn nguyên. Lương gặp Thoảng lần nữa, Thoảng mắng, vợ chồng mày nhát bỏ mẹ, mua đất là phải quyết đoán, trong khi mày chần chừ thì thằng khác nó mua mất rồi còn đâu. Lương thấy tiếc, nhưng chuyện này vợ chồng phải thống nhất mới được.
Hình như khoảng vài tháng lương không gặp Thoảng. Dạo này Thoảng ăn dầm nằm về ở tuyến huyện. Nghe nói cứ mua đi bán lại kiếm lời. Giờ đất cát huyện sốt nên làm ăn được lắm. Ừ, mấy ai được như Thoảng. Nhanh nhẹn, hoạt bát, phù hợp với nghề buôn bán đất đai. Đùng cái, gặp bữa chồng Thoảng ghé chơi, kèm theo thùng bia và món nhậu. Chồng Lương thấy thế cũng gọi anh hàng xóm qua. Rượu vào là các bố ăn to nói lớn, lây từ chuyện đông sang chuyện tây. Cuối cùng xâm sụ chuyện làm ăn. Lúc này mồi cũng cạn mà thùng bia đã gần hết. Chẳng biết sao anh hàng xóm khen, dạo này nhà vợ chồng Thoảng mua bán nhà đất phất lắm. Chồng Thoảng đang hăng bỏ lon bia cái rụp xuống sàn. Phất cái con mẹ gì, tao ngán muốn tận cổ đây. Ngán gì, nghe đâu vợ chồng mày mua đâu trúng đó mà. Chồng Thoảng mắt đỏ ngầu, không dễ ăn đâu, trời cho ai nấy hưởng. Sao vố này được thì được cả, hoặc ngã thì về không. Thế là sao? À, tao đánh cược với số phận. Vợ chồng tao hùng hạp với mấy thằng bạn mua ở khu Thảo My, 20% cổ phần, làm xong đường nhựa là đẩy. Rồi chồng Thoảng thao thao về dự án khu nhà ở Thảo My lớn nhất nhì, quy tụ toàn mấy sếp con ông cháu cha cán bộ tỉnh. Lương ngồi ôm con bên chồng nghe mà chẳng biết mô tê gì, mà tới 30 tỷ, số tiền khủng quá. Trong thâm tâm, đôi lúc Lương đã ngầm làm phép so sánh giữa chồng mình và chồng Thoảng, hai người hoàn toàn đối lập. Chồng Thoảng nghe vợ răm rắp, còn chồng Lương thì cái gì cũng cản. Đó, ngay lô đất hôm trước Thoảng dẫn đi coi, 600 triệu không chịu mua để người ta đến sau mua mất. Người ta bán lại lời 200 triệu ngay trong tháng, còn mình thì tiền y nguyên trong ngân hàng. Nói ra lại động vào lòng tự trọng của thằng đàn ông, nên vợ chồng có lúc to nhỏ. Thôi thì, chuyện ai mặc kệ. Chỉ có điều, lâu lâu vợ chồng Thoảng ghé chơi, kể chuyện làm ăn này nọ, vô tình bồi thêm cái khoảng cách vốn dĩ đã có giữa Lương và chồng. Mới có một tháng, không ai tin là Thoảng tiều tụy như thế, khuôn mặt thất thần như bị ma ám và miệng thì liên tục la ó, chửi bới. Trong câu chửi, chỉ toàn nghe tên chồng. Lương nhận ra, vài tháng nay chồng Thoảng ít tới lui với nhà hàng xóm. Thì ra anh ta sẵn xe, sẵn thời gian, lại chui đầu vào sòng cờ bạc nào đó. Kết cục là mất đâu cả tỷ đồng. Xót của, Thoảng bỏ ăn, bỏ ngủ nên đâm ra cao tiết. Thoảng chửi chồng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Ngán vợ nên chồng Thoảng bỏ đi luôn. Lương ôm con sang nhà thăm bạn. Thoảng chỉ nằm khóc. Còn gì nữa đâu Lương ơi? Mày mất hết rồi hả? Ừ, của mẹ tao, của tao và của mấy đứa bạn tao vay nữa. Trời ơi, chồng mày chơi mất nhiều vậy sao? Nó mất đã đành, tao mất nửa mới đau. Hả? Mày cũng mất nửa là sao? Tao chung vốn bên dự án Thảo My, bị đình chỉ thi công, tỉnh không cho phép. Là dự án ma mẹ, tao ngu, tao thật đáng chết. Lương ôm con chết lặng. Còn đâu con Thoảng thợ may mạnh mẽ, xinh đẹp hôm nào? Trước mắt Lương là một người đàn bà rũ rượi và héo hắt. Sao mày liều vậy? Tao không biết, thấy tụi nó bảo dự án này ngon nên tao chung. Mà cũng tại thằng chồng tao, mới nói cái là nó ok liền, giờ thì tao sắp chết. Thoảng tỉnh dậy, lại đi. Lương hỏi đi đâu? Tao đi làm cò đất tiếp. Thôi đi Thoảng ơi, bỏ đi. Nghề này rung rủi quá, mày cứ làm thợ may mà hơn. Chồng Thoảng sau mấy ngày bỏ đi lại về. Vợ chồng lại ở với nhau, dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Có khi căng quá, còn đòi nhau ra tòa ly hôn. Cha mẹ hai bên lại phải cùng nhảy vào can ngăn. Nhà trai chỉ có một mình chồng Thoảng là trai, lại là họ tộc. Họ không muốn mang tiếng với họ hàng. Cả năm trời, Thoảng vẫn nghề cò đất, cò nhà. Tuy nhiên nghe đâu hết thời, không dám đầu tư đâu nữa. Lương lại từng bữa ôm con sang nhà bạn, lại tỉ tê chuyện tổ mình sản lượng may thấp hẳn từ ngày Thoảng nghỉ. Hình như Thoảng nghe lâu dần cũng ngấm. Một bữa Thoảng hỏi xin Lương lại số điện thoại của tổ trưởng Hiếu. Thoảng đi làm trở lại, tin đó khiến tổ trưởng Hiếu rất vui, hỏi thăm tình hình gia đình và các chuyện liên quan. Được biết vừa rồi cha mẹ hai bên đã gom góp tiền trả nợ cho vợ chồng Thoảng. Dù số tiền nợ chưa hết, nhưng đó cũng là động lực cho hai vợ chồng Thoảng làm lại từ đầu. Biết chồng Thoảng trước đây làm bên cơ điện, tổ trưởng Hiếu gợi ý xin cho chồng Thoảng một chân trong tổ thợ máy. Hai vợ chồng lại đèo nhau đi làm. Có dịp, Lương hỏi Thoảng có còn đi cò đất nữa không? Thoảng nói, khi rảnh chạy cho vui kiếm thêm thu nhập, mà cái chính là làm và tiết kiệm chi tiêu để lấy lại số vốn ban đầu.
Ừ, nghề may nói vất vả, nhưng được cái ăn chắc mặt bền, chứ đâu cứ như nghề buôn đất, chạy theo giá trị ảo để tiền mất tật mang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thank you.